đi qua chiến tranh, những cựu chiến binh đã trải qua chiến đấu gian khổ và ác liệt trên chiến trường. Đến nay, trong thời bình, họ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ luôn hướng về quê hương, như Đại tá Mai Xuân Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, Doanh nhân cựu chiến binh Tống Anh Đệ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Khối Khách sạn 5 sao Ninh Bình Legion, đại diện cho những người con quê hương của xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có nhiều tâm huyết đóng góp phần nhỏ bé để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Tháng 4 năm 2022, các anh đã tổ chức một đoàn công tác gồm đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã, Hội cựu chiến binh xã và hai giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xuất phát từ khách sạn 5 sao Ninh Bình Legion sang tỉnh Thái Bình, tới thăm Tổng công ty giống cây trồng Thái Bình, Tập đoàn Thái Bình Seed và tọa đàm liên kết phát triển giống lúa tại xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình. Đoàn tham quan nhà máy chế biến hạt giống 30.000 tấn một năm và nhà máy sấy hạt giống 120 tấn một mẻ theo công nghệ Nhật Bản. Đây là hai trong ba nhà máy đạt tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Thái Bình Seed để công nghiệp hóa ngành giống cây trồng. Dây chuyền sản xuất được nhập từ Nhật Bản, sử dụng năng lượng bằng vỏ trấu. Đến nay, hệ thống dây chuyền này vẫn là hiện đại nhất Việt Nam. Sau khi tham quan, đoàn được đón tiếp tại trụ sở chính của tập đoàn, tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại 15 tầng, một công trình hiện đại chào mừng 50 năm thành lập công ty. Cùng hoạt động trong Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, Đại tá Mai Xuân Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam và cựu chiến binh anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Seed, Chủ tịch Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Thái Bình. Hai bên đã có cuộc tọa đàm hết sức cởi mở, chân thành và hiệu quả về liên kết phát triển giống lúa tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Báo cáo anh Báo, Chủ tịch Tập đoàn với lại tất cả các cán bộ của... Đây là một cái điều rất là vinh dự cho cán bộ và nhân dân xã Ninh Hòa chúng tôi, được các đồng chí cán bộ của tập đoàn dành thời gian đón tiếp. Và cũng xin báo cáo với đồng chí Chủ tịch Tập báo thì trong quý 1 vừa qua được là lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao cái huân chương cho tập đoàn và đặc biệt là trao cái danh hiệu anh hùng cho đồng chí Trần Mạnh Báo. Thì nhân dân xã Ninh Hòa, cán bộ rất là vui mừng phấn khởi. Thay mặt cho cái đoàn cán bộ của xã Ninh Hòa thì tôi xin đề nghị là đồng chí Bí thư Đảng ủy sẽ lên tặng lắng hoa tươi thắm để thể hiện cái tình cảm của cán bộ và nhân dân xã Ninh Hòa đối với lại tập đoàn nói chung và đối với anh hùng lao động Trần Mạnh Báo nói riêng. Kính thưa Đại tá Mai Xuân Tâm, kính thưa đồng chí Đỗ Văn Phong, Bí thư Đảng bộ xã Ninh Hòa, kính thưa các đồng chí lãnh đạo của xã Ninh Hòa, thưa tất cả các đồng chí. Trước hết thì xin cho phép tôi thay mặt cho lãnh đạo tập đoàn Thái Bình Seed xin trân trọng cảm ơn, thì cảm rất là thắm thiết cho các đồng chí lần thứ hai ra thăm Thái Bình Seed. Đây là một cái vinh dự mà cũng không phải là doanh nghiệp nào cũng có được cái tình cảm như vậy. Chúng tôi rất trân trọng. Cựu chiến binh anh hùng lao động Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Seed, giới thiệu về Tập đoàn Thái Bình Seed và nhấn mạnh ba trụ cột chiến lược của thành công. Đó là trí tuệ, công nghệ và quan hệ. Thế chân kiềng tạo nguồn sức mạnh, xây nên những công trình, đưa Thái Bình Seed gặt hái từ thành công này đến thành công khác trong suốt chiều dài nửa thế kỷ kiên cường vượt khó, mà đỉnh cao là chặng đường hơn 10 năm qua. Với chiến lược phát triển đúng đắn, Thái Bình Seed đã trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam. Tập đoàn có 12 chi nhánh và đơn vị cùng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước. Mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng chục ngàn tấn giống cây trồng chất lượng cao, tăng trưởng bình quân từ 10 đến 20% một năm, thu nhập của người lao động tăng hơn 2 lần trong 10 năm qua. Sản phẩm của Thái Bình Seed theo quy trình công nghệ tiên tiến. Ninh Hòa là một xã miền núi, bán sơn địa, cấy trồng 370 ha lúa thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có nhu cầu xây dựng vùng lúa giống và phát triển giống lúa tại xã để tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã nhà. Tại cuộc tọa đàm, nhiều ý kiến trao đổi, nêu rõ những tiềm năng thế mạnh của hai bên, những thuận lợi, khó khăn cụ thể của địa phương khi triển khai làm lúa giống. Hôm nay thì cũng để tri ân các đồng chí, tôi xin tặng các đồng chí một tấn. Một tấn tám giống mới, giống mới. Có khả năng chống đổ tốt, chống bệnh tốt, gạo ngon,
thời tăng trưởng tương đương với khang dân. Cựu chiến binh Trần Mạnh Báo, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thái Bình Xiết tặng xã Ninh Hòa 1 tấn thóc giống, 20 kg ngô giống và cam kết hỗ trợ, hướng dẫn về kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm. Cả hai bên đã thống nhất cao, triển khai liên kết phát triển giống lúa tại xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Những vấn đề cụ thể sẽ được tiếp tục trao đổi và thực hiện trong thời gian tới. Kết quả này thể hiện sự chủ động, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp để phát triển kinh tế bền vững, không ngại khó khăn thử thách của tập thể Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Hòa và Giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn xã, cùng với sự tham gia kết nối, đóng góp, hỗ trợ nhiệt tình vì sự phát triển của Tập đoàn Thái Bình Xít. Cựu chiến binh, những người con xa quê hương nhưng luôn mong muốn quê hương mình ngày càng đổi mới, phát triển và giàu mạnh.